Rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng là con một con sộp rồi các bạn ạ. Kia kia anh để xô sẵn dưới kia rồi. Rồi, trời ơi. Cao thủ chưa? Quá cao thủ. Ui 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 nó chạy kìa. Ui 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 nó chạy khủng khiếp thế nhỉ. Sao lại nhiều thế nhỉ? Ui. Nó thấy ánh sáng một cái bắt đầu nó phi nó chạy luôn. Ui Hương ơi Hương. Ui ui ui. Ui chạy nhiều quá. Hương ơi Hương. Đây đây một con này, rô phi rô. Đây đây, em nhìn thấy chưa? Đây. Chụp luôn. Nhẹ thôi. Nhanh lên. 1, 2. Ôi mình cũng không nghĩ là bọn ôi con sộp phi ra rồi. Mình không nghĩ là bọn cá sặc này nó lại phi như cá cò luôn các bạn. Đấy chụp luôn đi, chụp đi đi. Một con. Có đúng là có vào không? Ui. Hối. Con này có vào trong lơm không? Vào trong lơm à? Ui đấy còn nữa. Ui ui. 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 Sao lại nhiều thế nhỉ? Ui sao lại nhiều thế nhỉ? Đây, đây một con nữa này. Đây một con này. Đây một con luôn các bạn này. Đấy. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Căn bản là cũng tại mải đang tập trung nhìn những con cá xem nó đang định hướng ở phương trời nào ấy thì để mình túm nó. Thì chưa kịp gửi lời chào tới tất cả các bạn. Mong là ngày lễ mùng 2 tháng 9 này các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì cũng như lời hứa là mình hôm nay đi tra câu. Đâu? Rồi, một con đầu tiên. Vứt lên đồng cát, em cứ vứt lên đồng cát kìa. Thì cũng là do là hôm nay có một cái chút gió bắc ấy. Thì cái giống gió bắc thì nó về là cá nó không đi ăn. Thế cho nên là mình lại trở thành nhỡ mất hẹn của các bạn rồi. Thì lại ra ngoài này. Thứ nhất là soi xem có con cá sộp nào không. Thế nhưng mà nó chạy nhanh quá các bạn. Nó nhanh hơn mình tưởng luôn. Phi như tên lửa. Thế là lỡ nhịp mất mấy con này. Đây. Nó nằm ở phía dưới này nhiều không này. Tao không cho chúng mày bình yên đâu. Không cho chúng mày ngủ yên đâu. Vẫn phải tìm bằng được một con sộp các bạn. Sao thế? Bọ à? Trong này, trong những cái đồng cỏ này, bọn cá sộp nó như mình tả nó như một chiếc tàu ngầm kilo thì không có gì sai đâu các bạn. Nó ẩn mình ở trong cái đám cỏ này này. Đấy, động hết cây cỏ này. Ui, cây cỏ động này. Đây, được một con rô phi to to. Cái con nào mà nhỏ nhỏ là nó lọt qua cái lơm không có bắt được đâu các bạn. Cũng tính muốn kiếm vài con nhỏ nhỏ để cho con chích cồ làm thức ăn. Thế nhưng mà nhỏ không làm gì được. Đây, trong này có 3 con nhỏ này. Nhiều này phải đầy rủi. Nhưng mang rủi ra buổi tối này thì nghe có vẻ nó không hợp lý lắm các bạn. Đây các bạn thấy không? Chi chít cả luôn này. Ôi. Con gì đấy? Vẫn là rô phi à? Có mấy con sộp nó khôn lắm. Úi, ghê nó nhảy à. Ui, nó nhảy. Nếu mà muốn biết nó là có hay không ấy thì nghe cái lơm nó đâm phình phịch cả. Khôn thật. Có động nước một cái chúng nó ra hết. Cá sặc. Ra đây Hương ơi. Con rô phi này cũng khá lắm. Và nếu mà to quá là xong mình phải cắt ra cho nó ăn thôi. Đây đây nhìn thấy chưa. Đấy. Chụp một lần. Trời ơi. Ấn mạnh xuống. Thế. To hơn sỏng hay bắt được à, chả nhẽ nó lại đứng để cho em bắt. Kiểu như nó có nước nó lụt vào ấy. Thì là có cả tép mương luôn các bạn. Úi vợ mình đã đang chụp rồi đấy.
Nhưng mà cái giống cá mương này này, sau nó cũng không ở đây được. Thứ nhất là nó sẽ làm mồi cho cái bọn là cá sộp. Hai nữa là kiểu như là nước nó không được sạch ấy, thì rồi sau nó cũng không có sống được đâu. Trong này thì nào cũng có, trong ống này thì nào cũng có. Đấy, chui ra đấy. Thôi đủ miếng rồi, đủ miếng rồi. Buổi đây các bạn ơi, ui, nhìn thì nó thích các bạn. Thế nhưng mà mình cũng chỉ bắt đủ mấy bữa thôi, chẳng cần phải nhiều. Thứ nhất là cũng vầy vò buổi tối đi giải trí. Thứ hai nữa là lại được có mồi ăn cho chim cho cò. Ghê chưa? Giày chi chít luôn các bạn này. Thế này rủi thì chơi chạy. Thôi thế thôi, về đi em ơi. Đây, đây là một con cá. Cá sộp đây các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy rõ nó không? Đấy. Con này thế nào để mình vồ một tay xem được không nhá. Đặt đèn đây. Đặt thẳng vào đây đi. Đặt thẳng đèn vào mông nó luôn đi. Các bạn đã nhìn thấy con sộp chưa? Hai. Rồi, trời ơi. Cao thụ chưa? Quá cao thụ luôn. Rồi. Lên đây. Quá cao thụ luôn. Đấy, nó chạy, đấy, nó chạy. Hướng ơi, đây một con nữa này. Chuyện. Thế mới gọi là cao thụ như này. Trời. Nó đi như là có chân luôn. Đấy. Không biết con gì hả? Ui, vội quá, không biết con gì chứ. Đâu? Chỉ biết là con cá ở trong này thôi à? Thế thò tay vào thôi. Ghê làm sao mà ghê. Đen đen thì là sộp. Đen là sộp đấy. Thử thử mò xem nó có gì. Đấy. Phi mạnh như thế quả năng là sộp. Đấy, mạnh thế là sộp rồi. Đúng là sộp rồi. Rồi. Vẫn còn sót một con. Đâu? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng là một con sộp rồi các bạn ạ. Kia, kia anh để xô sẵn dưới kia rồi. Chịu khó di chuyển thôi. Thôi thế thôi. Thế là đủ bữa lắm rồi. Vợ mình còn ham hơn mình từ nãy giờ bảo về thôi em ơi. Mà không có về các bạn. Hắn ta vẫn rúc rẽ ở trong này kiếm được một con nữa. Đấy, chúng nó cứ thừ lừ thừ lừ. Đây, đây còn một con này. Ấy, nó rúc vào trong này rồi nhưng nó hơi bé các bạn. Nó bé bằng cái con mình vô vừa nãy. Đây trong này này. Uầy, đây, đây là một con la. Cuối cùng hôm nay gặp được một con la này. Con la này là không vui tí nào đâu. Đây rồi, đây là cái thành quả đây các bạn này, một con sộp là to này, một con sộp con này. Thế này là mai là bìm bịp này. À, chích cô này, gà này, thoải mái ăn rồi. Nhưng vậy sổng con cá rô phi to hơn ngon chứ. Ừ. Thôi rồi, cứ để đây, giọng nó, em cho một tí nước vào, em giọng nó đi, để mai ăn cho nó tươi. Bắt cá ham lắm à? Tài thế thì đọc thích đi bắt cá. Đêm hôm rồi thì ngủ đi chứ em ơi. Lương thực thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho ngày nghỉ rồi. Chúng nó là ngủ tối đến là chúng nó cũng biết là ôm nhau ngủ ở trong góc kia các bạn này. Ngủ ở trong cái góc mà mình soi đèn ấy. Thế nhưng mà cái là mình làm động chúng nó lại dậy thôi. Kêu cả đêm luôn. Động ăn rồi kêu thôi. Mình phải đậy cẩn thận lên như này này để dạo này lại có mèo của không biết là của nhà ai ấy là nó cứ tới đây. Mình chỉ sợ không may mà mình không đậy điện hẳn hoi mà mèo nó vào nó lại thăm hỏi thì cũng mệt. Ai chà. Cánh thì cũng nặng máy thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Thôi đi ngủ đi nhá, hết giờ rồi. Ai chà chà. Thời tiết mới sáng ngày ra mà nghe có vẻ đã trong xanh như thế này rồi. Hứa hẹn một ngày nay lại mất nhiều mồ hôi đây. Nếu như ai mà không biết thì tưởng đây là cái món cá gỏi cơ. Bởi vì là mình cũng làm rất chi là cẩn thận. Chích ơi, ấy trời, cứ rúm ra rúm gió thế. Thò tha thò thẻ. Sau một tối vất vả một chút thì là mình đã có được một chút mồi cho mấy con chim chích của mình rồi này. Như ăn gỏi luôn nha. Đây đây, đúng rồi. Ngon nào. Đấy. Úi giời, không phải cướp nhau, không phải cướp nhau. Anh có đầy đây này. Vừa lấy thì mình cũng cho con bìm bịp của mình nó ăn rồi. Cho mấy con rô phi cắt nó ra. Bìm bịp thì chỉ cần cắt nó to to ra là ngon thôi. Còn thì mấy con chích cô này của mình thì mình phải thái nó nhỏ nhỏ ra. Hoặc lột cái da của nó ra thì là. Ôi, không phải tranh nhau. Này, này đây đây. Không, cứ phải là tranh nhau mới ngon cơ. Không tranh nhau là không ngon. Thế mới hay kiểu như trẻ con ấy.
Nhiều khi có những thứ đồ bỏ mãi chả ai chơi thì nhưng mà có người động vào cái là cứ tranh nhau ngay. Đấy. Ngọt xỉu nhỉ. Cái giống cá sộp này mình thấy nhiều người cũng ăn gỏi lắm. Đây mình thái như là ăn gỏi luôn ấy. Mỗi tội là mình không có lau chùi thôi. Còn thì nếu mà thái gỏi thì phải lau chùi sạch sẽ. Cho nó thấm nước. Nghẹn rồi. Ôi ôi nghẹn rồi. Mày nghẹn rồi. Này tiếp tục đi. Không được, nhất quyết là phải tranh nhau cơ. To ghê rồi các bạn, lớn ghê rồi. Thôi chỉ cho ăn từng này hết, hai đứa ăn hết từng này thôi. Còn từng này thì là lại để đến tầm trưa trưa các bạn. Rồi thì bổ sung cho nó cả dưa chuột nữa. Chứ không thể ăn độc một mình cá được. Ăn cá sau mai khó chiều lắm. Nào, thế còn miếng nốt không được là ăn nốt à? Rồi. Đấy, như ban đầu mình cũng nói rồi, cứ vất vả hai vợ chồng ra, thứ nhất là vầy vò, thứ hai nữa là được thêm cái thức ăn cho mấy con chim của mình. Rồi bây giờ ở đằng ngoài này tắm nắng đi. Một chút xíu nữa thì mình sẽ bắt nó vào các bạn, cho nó có một chút vitamin gâu gâu. Úi, cái chân của nó ghê chưa? Nhìn cái bóng của nó trông như là gã khổng lồ ấy. Đi theo ấy, đi theo ấy. Cái cánh của nó làm cái kiểu gì ấy nhỉ? Có ai dạy nó đâu, cái con này thế này. Không, đây gọi là không nghỉ chân và nghỉ tay. Cứ phải máy thế nó mới dễ chịu cơ. Cái phần này nam ai của nó là cái màu này. Phần này nam ai là cái màu. Đấy. Thôi ở đây đi. Đu đủ thì lừa quả, rau muống thì coi như là cả lắm luôn. Các bạn có tin là nó ăn hết không? Mình chào cụ rùa nhá. Hello cụ rùa. Ây da da. Xin mời cụ rùa. Xin mời. Ăn thôi. Ngại ngùng gì. Đến bây giờ mới lại chăm cho cụ rùa được các bạn. Trông vậy thôi. Thế nhưng mà đói nè. Cũng quấy lắm. Cứ lộn ngược là lộn xuôi ấy. Dỗi rồi đấy. Dỗi rồi. Chắc là mình nuôi ở trên này độ tầm tháng nữa thôi là mình lại phải cho xuống cái chuồng cũ thôi các bạn. Bởi vì là ở trên này về mùa rét là không thể để rùa ở trên này được, mà phải mang xuống chỗ ấm. Đấy. Hết dỗi rồi đấy. Ngửi rồi đấy. Mỗi một ngày là nếu như để trung bình là một quả đu đủ này ăn là vẫn còn thòm thèm. Còn nếu không thì cứ như thế này là vừa các bạn này. Độ tầm gần một lấm rau muống và lửa quả đu đủ là vừa vừa. Gọi là ăn gọi là chỉ là ấm bụng thôi, nhưng mà chưa phải thuộc diện là no. Đợt này thì lụt, ngập hết rau rồi, hết sạch rồi. Thành ra là ăn uống là cũng không được nhiều như đợt trước nữa. Bây giờ thì công việc còn lại của mình đó là lại chế đồ thôi các bạn. Chế đồ để cho chuẩn bị cho buổi cái câu đêm nay. Được cái là học hành thì cũng chẳng đâu tới đâu cả. Thế nhưng mà được cái là bộ môn chế đồ nó cũng khá khá đấy các bạn ạ. mày mò này. Cũng có thể là vận dụng được vài cái động tác cơ bản để mình chế đồ. Thì cái đồ mà mình chế như này ấy, thì là vì là khi mà quay video gửi tới cho các bạn ấy thì là cái cảnh quay của mình ấy nhiều khi nào nó không quay được hết những cái lúc mà giật cá lên ấy, thì đúng là quả thật là nó cũng hơi sai sót và nó cũng hơi phí thật. Cho nên mình đang lựa là buộc cái này là cái ở chân gâu rồ này các bạn này, thì buộc lên trên cái chân đèn này nó không chế được. Cái chân này nó khác nhau hoàn toàn với cái chân này các bạn, nó khác nhau đó, cho nên là không có vào được. Thành ra là mình sẽ phải vất vả một chút. Thế thì các cụ mới bảo là khó, phải dùng đến thầy đúng không, đi tìm cái dây thít nhưng mà không biết là tận đâu rồi. Bây giờ là mình cứ buộc tạm thử ở đây xem khả thi cỡ nào. Vào cái chân cái nút đèn này cứ bật sáng suốt thì gần được rồi, chắc thế đấy. Như thế này là sẽ hơi lặng đầu một chút đấy các bạn, khi mà vừa đeo đèn
lại vừa đeo thêm cả máy quay này này, đầu sẽ hơi lặng đấy. Nhưng mà vợ mình là sẽ đeo các bạn, bởi vì vợ mình vừa gỡ cá lại vừa đeo đèn luôn, mình là ở cái chân bơi. Hôm qua thì cũng hứa hẹn là như ban đầu các bạn thấy đấy, khi mà đi câu cá này này mà gặp phải cái trời mà gió bắc ấy là cái giống cá chả hiểu sao nó không đi ăn đâu, mà hầu như nó lại đi về đúng cái vị trí của nó. Thế cơ, thế cho nên là rất chỉ là phức tạp đấy, các bạn thấy không, gần xịn sò rồi đấy. Để mình thử khởi động máy quay xem nào, xem nó có chụp vào đèn không. À, nó vẫn hơi mắc mắc một chút xíu vào đèn này các bạn này, vẫn hơi mắc mắc một chút xíu vào đèn này đấy, đúng không nhỉ. Để mình cân chỉnh cho nó xong đã, gần xong rồi, không biết có khả thi không các bạn. Khi đeo lên này này này, nó nặng, nó nặng, nó cứ lủng lẳng này, bởi vì cái dây này nó hơi kiểu như nó co giãn quá, nó không như cái dòng dây gâu của nó thì nó to hơn và có khả năng cái độ co giãn nó chắc hơn. Đây nó cũng lủng lẳng như là răng ông chả mua ở một răng bà. Mày đi đâu về đấy hả Văn? Sao đi đâu về mà mồm cái thèn lưỡi ra thế? Sau một cái thời gian ủ mưu và tính kế các bạn, để kèm kiểu này là bại rồi. Giờ bây giờ là mình sẽ thiết kế theo kiểu này, đó chính là lại vất vả là cho cái chiếc mũ cố, cái mũ bảo hiểm này thì vẫn phải khoan lỗ thì nó sẽ bền và nó chắc hơn, chứ lủng lẳng là không ổn đâu. Thì bây giờ thì tạm thời mình vào công việc là chế đồ và chuẩn bị đồ để móc câu để đi câu cá. Thì mọi cái chi tiết là mình mong rằng là có thể hứa hẹn các bạn sang video ngày mai xem cái kết quả mình chế xem sao, và cá mú của cái thời tiết như này có liệu kiếm được gì hay không, thì chúng ta cùng chờ đợi kết quả. Và bây giờ thì mình xin phép là kết thúc video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.